Trong khi đó, ông Trump dẫn trước đối thủ 4 điểm phần trăm ở Pennsylvania và 2 điểm phần trăm ở North Carolina. Riêng tại Georgia, hai bên nhận được sự ủng hộ ngang nhau. Wisconsin là bang duy nhất trong 7 bang mà ông Trump đã thu hẹp khoảng cách với bà Harris. Biên độ sai số tại những bang này là từ 3 đến 5 điểm phần trăm. Trước đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng đã huy động được số tiền ủng hộ ấn tượng lên đến 200 triệu đô la Mỹ. Giới chuyên gia đánh giá bà Harris và ông Trump sẽ bám đuổi quyết liệt ở thời điểm chỉ còn hơn 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Theo kết quả thăm dò mới nhất do Reuters Ipsos thực hiện, 43% số người được hỏi ủng hộ bà Harris, trong khi ông Trump nhận được 42%, biên độ sai số của cuộc thăm dò này khoảng 3,5 điểm phần trăm. Cử tri Mỹ bày tỏ hài lòng về cách tiếp cận của ông Trump trong các vấn đề kinh tế, nhập cư và tội phạm, trong khi những người khác đánh giá cao chương trình sức khỏe cộng đồng của bà Harris. Trong khi đó, thăm dò của Bloomberg News Morning Consult được tiến hành trực tuyến cách đây một tuần cũng cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump ở Michigan với 11 điểm phần trăm và cách biệt ở các bang Arizona, Wisconsin và Nevada là 2 điểm phần trăm. Trong khi đó, ông Trump dẫn trước đối thủ 4 điểm phần trăm ở Pennsylvania và 2 điểm phần trăm ở North Carolina. Riêng tại Georgia, hai bên nhận được sự ủng hộ ngang nhau. Wisconsin là bang duy nhất trong 7 bang mà ông Trump đã thu hẹp khoảng cách với bà Harris. Biên độ sai số tại những bang này là từ 3 đến 5 điểm phần trăm. Trước đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng đã huy động được số tiền ủng hộ ấn tượng lên đến 200 triệu đô la Mỹ. Giới chuyên gia đánh giá bà Harris và ông Trump sẽ bám đuổi quyết liệt ở thời điểm chỉ còn hơn 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử.